Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vợ thượng tá chống buôn lậu bị bắt về tội buôn lậu. Vụ án được phát hiện nghe có vẻ ngược đời. Vụ lãnh đạo công an chống buôn lậu lại bị bắt về tội đi buôn lậu. Nhưng việc này dường như đã rất phổ biến ở Việt Nam từ rất lâu. Mới đây, 11 tướng tá cảnh sát biển lại có vấn đề trong việc chống hàng lậu và tiếp tay cho buôn lậu trên biển, nên đã bị kỷ luật hàng loạt. Hay quan chức của ngành y tế lại cho nhập khẩu và lưu hành thuốc chữa ung thư giả bán cho người bệnh với giá cắt cổ. Cũng như trường hợp tướng công an phòng chống tội phạm công nghệ cao lại bảo kê cho tổ chức đánh bạc trên mạng thu hàng ngàn tỷ đồng. Bà Trần Thị Vang, vợ của thượng tá Hoàng Văn Nam, phó trưởng phòng chống buôn ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, bị bắt giữ vào hôm 23 tháng 11 năm 2021 để điều tra về hành vi đi buôn lậu. Theo thông tin từ báo chí, hôm 27 tháng 2, Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang đã kiểm tra hành chính 3 ngôi nhà liên quan đến vợ chồng Thượng tá Hoàng Văn Nam và phát hiện hơn 1.140 sản phẩm và hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ. Đây là hình ảnh 1,3 tấn hàng lậu trong 3 căn nhà liên quan đến Thượng tá Biên phòng Hoàng Văn Nam. Qua điều tra, một căn nhà do bà Trần Thị Dũng là chị gái của Thượng tá Nam làm chủ, hai căn nhà còn lại do bà Vàng, vợ Thượng tá Nam làm chủ. Bà Trần Thị Dũng khi đó tự nhận là chủ sở hữu toàn bộ số hàng hóa kể trên và cho biết đã gửi nhờ, trong khi một người khác tên là Lê Văn Lên cho biết thuê một căn nhà số 142 của vợ chồng ông Nam để ở và thu mua phế liệu, sửa chữa điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng nhưng không có hợp đồng thuê nhà. Trả lời báo chí khi vụ việc được lan truyền vào hồi tháng 3, Thượng tá Hoàng Văn Nam khẳng định ông không hề hay biết mấy tấn hàng không có giấy tờ trong nhà mình do đang được cử đi học, đồng thời cho biết vừa trách vợ xong, ông Nam sau đó cũng bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng vì để xảy ra dư luận không tốt. Đến ngày 30 tháng 7, thì cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Châu Đốc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại 3 căn nhà nêu trên, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Dũng và Lê Văn Lên về tội buôn lậu. Báo chí cũng đồng loạt đăng tin, nghe có vẻ như công an An Giang rất quyết liệt chống tội phạm. Tuy nhiên, ít người quan tâm điều bất thường ở đây là cơ quan điều tra đã dường như có vẻ để ngỏ vụ việc mà không khởi tố vụ án suốt 5 tháng sau khi phát hiện. Chỉ có một quyết định được đưa ra là cảnh cáo về mặt đảng đối với Thượng tá Hoàng Văn Nam sau hơn 3 tuần. Trong khi số lượng hàng lậu đã được chốt ngay từ đầu rõ ràng đã đủ dấu hiệu để khởi tố vụ án hình sự, cơ quan điều tra lại không làm. Có lẽ họ nhờ ý đảng có muốn khui tiếp ở ông nhọt này hay không, nên họ muốn chờ cho những người vi phạm có thêm thời gian để trung trì chạy trọt. Đây là hình ảnh công an tỉnh An Giang đọc lệnh bắt bị can Trần Thị Vàng, tức là vợ thượng tá biên phòng, liên quan đến vụ án buôn lậu xảy ra trước đó 9 tháng. Với số lượng hàng lậu quá lớn như vậy, không thể không thấy, nên bản thân ông Thượng tá Hoàng Văn Nam cũng thú nhận là có biết và la giày vợ. Như vậy, ngay từ đầu đã có sự vi phạm cố ý của bà Trần Thị Vàng, vợ ông Hoàng Văn Nam. Thế nhưng, mãi đến hôm 23 tháng 11 mới bắt giữ bà Vàng, tức là gần 9 tháng sau khi phát hiện ra vụ việc. Chưa hết, theo lời thú nhận của ông chồng bà là Thượng tá Hoàng Văn Nam, thì ông ấy đã biết và có la giày bà vợ. Chính chi tiết này cho thấy rằng không thể tin vào lời ông nói là chỉ la giày vợ, mà với tư duy của cán bộ điều tra bắt buộc phải nghi ngờ rằng chính ông Thượng tá, phó phòng chống ma túy và tội phạm này là đồng phạm với vợ và chị gái của vợ. Tất nhiên, dưới góc nhìn của những người giới bình luận thì đương nhiên phải nghi ngờ chính ông Thượng tá công an này đã tổ chức và bảo kê buôn lậu cho gia đình của mình. Xét dưới góc độ xử lý hình sự thì sự chậm trễ khởi tố vụ án là bởi vì ông Hoàng Văn Nam là cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh và từng là những người con ưu tú, là hạt giống đỏ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nên khi xảy ra chuyện gì thì cơ quan điều tra mới có thể để yên đến 9 tháng mới chính thức ra tay bắt giam bà Trần Thị Vàng. Cũng mới đây, vụ ông bí thư huyện Cô Tô Lê Hùng Sơn rõ ràng là có hiếp dâm nữ nhân viên dưới quyền thì báo chí còn dẫn chiếu việc cơ quan điều tra đã chỉ đạo người phụ nữ là nạn nhân để yên đừng tắm rửa, để điều tra ngay trong đêm và có lẽ xem xét và đi xét nghiệm tinh dịch này gì đó, và đó là kết luận như vậy.
Đây là hình ảnh ông Bí thư huyện Cô Tô Lê Hùng Sơn. Hơn nữa, cũng có báo chí cho biết là cơ quan công an có trích xuất camera để xem xét cụ thể rồi mới công bố cho báo chí và tạm đình chỉ công tác kẻ hiếp dâm là ông Bí thư Lê Hùng Sơn. Như vậy là ông Lê Hùng Sơn rõ ràng là có hành vi hiếp dâm và đây là một tội hại hình sự có lẽ phải điều tra, truy tố, xét xử. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có quyết định khởi tố vụ án. Vụ án ngược đời như buôn lậu thì lại nằm trong nhà các quan chức chống buôn lậu của Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng được mạng xã hội quan tâm với nhiều bình luận đầy bức xúc. Một băng đảng đẻ ngược nên toàn làm những chuyện ngược đời. Nói một đằng làm một nẻo, càng giao giảng đạo đức thì càng mất hết nhân phẩm. Đạo đức, Bộ Y tế thì bảo lãnh người nhà buôn thuốc giả, Bộ Tài nguyên Môi trường thì rút ruột tài nguyên, tàn phá môi trường. Tòa án, công an là hai cơ quan bảo vệ pháp luật và công lý, nhưng hai cơ quan này lại vi phạm pháp luật nhiều nhất. Bộ Giáo dục thì mất giáo dục. Tóm lại, khi tiêu chuẩn đạo đức bị phá bỏ thì xã hội sẽ xa đọa, đảo lộn. Khi kẻ gian ác bất tài cai trị đất nước sẽ ngày càng lụn bại. Facebook Thiên Trang đã bày tỏ thái độ của mình như vậy. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đó đã thăm hỏi các tướng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Facebook Lan Quỳnh thì viết như sau: nói chung, tất cả các ngành đều lợi dụng danh nghĩa nhà nước để làm giàu cho bản thân thôi. Chỉ có dân làm ăn, mưu sinh bên ngoài là khốn khổ, mà kiếm được một miếng thì phải chia 5 xẻ 7 vẫn không yên thân. Về chuyện lãnh đạo chống buôn lậu, có vợ đi buôn lậu nghe rất nghịch lý, nhưng ở Việt Nam lại có vẻ bình thường. Chuyện chính là kiểm lâm là kẻ phá rừng, ăn cắp gỗ rừng thì hầu như ai cũng đã biết. Rồi người lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng lại là người tham nhũng. Chuyện dễ thấy nhất như Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền được nêu tên có 2 căn siêu biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng, khiến dư luận trầm trồ, xôn xao suốt một thời gian rất dài. Tuy nhiên, lương của ông cũng không đáng bao nhiêu, không thể xây được những căn biệt phủ như vậy nếu không tham nhũng. Hay ngôi biệt phủ tại Yên Bái là của gia đình ông quan chức lớn nhất tỉnh về đất đai là Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái Phạm Sĩ Quý. Dư luận cũng liên tục trầm trồ, xôn xao, nhưng giờ đây mọi việc đã được hợp thức hóa và chìm xuống. Rồi vụ ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Truyền thông Trương Minh Tuấn viết sách phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhưng chính ông lại nhận hối lộ và đi tù vì vấn đề này. Đây là hình ảnh hai tướng công an bảo kê cho đường dây đánh bạc thu về 10.000 tỷ đồng chỉ sau 2 năm hoạt động. Dư luận còn đang bức xúc với các quan chức cấp Thứ trưởng, Bộ trưởng Y tế do các vấn đề đã làm ngơ hoặc tiếp tay cho nhập khẩu thuốc chữa bệnh ung thư giả, gây ra cái chết cho bao nhiêu bệnh nhân trong nước từ Bắc đến Nam. Tương tự cũng là vụ đánh bạc hàng nghìn tỷ được chính hai vụ tướng công an có thẩm quyền quản lý lĩnh vực này là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50, bảo kê và chia chác với nhau. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát chống tội phạm công nghệ cao C50 đã cùng với Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Công ty Đầu tư và Phát triển An ninh Công nghệ cao CNC, ký bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh với mức chia lợi nhuận là 80% cho CNC và 20% cho C50. Tướng Phan Văn Vĩnh mặc dù biết công ty CNC đã điều hành đường dây đánh bạc trên mạng với quy mô lớn nhưng đã làm ngơ, không ngăn chặn, xử lý mà còn ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho sai phạm. Chỉ sau 2 năm hoạt động, công ty CNC đã thu về gần 10.000 tỷ đồng. Hồ sơ điều tra cho biết Nguyễn Văn Dương đã hưởng lợi hơn 1.600 tỷ đồng, Phan Sảo Nam được gần 1.500 tỷ đồng và cơ quan chức năng tạm giữ kê biên hơn 1.343 tỷ đồng. Nguyễn Văn Dương đã khai rằng lại quả cho tướng Phan Văn Vĩnh chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 đô la, 27 tỷ đồng, áo thuốc cho tướng Nguyễn Thanh Hóa trị giá 22 tỷ đồng và Tổng cục Cảnh sát 700 triệu đồng. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Châu Âu đòi Việt Nam thực hiện các điều khoản của Hiệp định Thương mại Tự do về xã hội dân sự. Lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao, Hà Nội chấp nhận đối thoại trực tuyến với Liên minh Liên hiệp Châu Âu về Hiệp ước Mậu dịch Tự do EVFTA có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm ngoái. Diễn đàn chung lần thứ nhất giữa Việt Nam và Liên Âu về thương mại và phát triển bền vững vừa diễn ra trong tháng 11 này qua 3 cuộc họp quan trọng là: một là giữa các nhóm tư vấn Liên Âu
và Việt Nam, một nữa là giữa chính quyền Việt Nam và Liên Âu, và một diễn đàn chung với các tổ chức của cả hai bên, chính quyền và xã hội dân sự. Đây là hình ảnh đại diện Việt Nam tại đối thoại trực tuyến giữa châu Âu và Việt Nam vào ngày 12 tháng 11 năm 2021. 86 tổ chức Việt Nam và Liên minh châu Âu tham dự qua trực tuyến Viễn Liên tại diễn đàn chung gồm có Hội đồng Liên Âu, Bộ Lao động, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Nhóm tư vấn Liên Âu do bà Jungner làm chủ tịch, Nhóm tư vấn cho Việt Nam là bà Trần Thị Lan Anh, Ủy viên Ban Thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp làm chủ tịch, và nhiều tổ chức xã hội dân sự gồm các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền, môi trường, phụ nữ, động vật, công đoàn thuộc nhiều quốc gia của Liên Âu và quỹ tài trợ, tổ chức thương mại, vân vân. Ngoài các phát biểu của tổ chức này thì Liên Âu cũng phê phán các cuộc đàm áp nhân quyền, bắt bớ, yêu sách đòi trả lại tự do. Ba chủ đề thảo luận chính là mậu dịch và lao động, mậu dịch, khí hậu và môi trường, mậu dịch và ngư nghiệp. Các cuộc thảo luận rất sôi nổi, Ủy ban bảo vệ môi quyền làm người Việt Nam quan tâm vấn đề quyền công nhân, nhắc lại các lời hứa của Việt Nam khi ký kết Hiệp định Thương mại Tự do là sẽ sửa đổi luật lao động và cho ra đời những tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Và những tổ chức này không trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam của nhà nước. Thế nhưng một năm đã trôi qua sau khi Hiệp định Thương mại Tự do có hiệu lực, chưa hề thấy các tổ chức như vậy xuất hiện. Vì sao chậm thế, nhất là vào lúc công nhân cần được bảo vệ, cần biết rõ quyền của mình gồm những gì? Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền hỏi về vụ ô nhiễm cá chết tại Formosa, câu đáp cho qua công việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã không làm hài lòng tổ chức này. Tổ chức nhân quyền cũng nhấn mạnh thêm rằng nhiều người hoạt động bảo vệ nhân quyền hay môi sinh đã bị kết án tù đầy dưới nhiều điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia chỉ vì họ quay video lập hồ sơ tố cáo những vi phạm về môi sinh như trường hợp của Nguyễn Văn Hóa chẳng hạn. Đây là hình ảnh tù nhân lương tâm nhà báo tự do Nguyễn Văn Hóa hiện đang bị tù với án phạt 7 năm. Viện Công nhân và Công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếc rằng lương tối thiểu ở Việt Nam không đủ sống, đề nghị Liên Âu áp lực trách nhiệm xã hội các doanh nghiệp mua hàng hóa của Việt Nam với giá cao hơn để bảo vệ quyền thợ thuyền của Việt Nam. Còn đại diện Khmer Krom thì lo âu về tình trạng các dân tộc thiểu số, đặc biệt là với người Khmer Krom ở đồng bằng sông Cửu Long, bị thiệt hại vì nước biển lên cao, còn bị kỳ thị và chẳng ai bảo vệ họ. Để nghe tiếng nói của Liên Âu, Đài Á Châu Tự Do đã phỏng vấn bà Jungner, Chủ tịch của Hiệp hội Liên Âu. Câu hỏi được đưa ra là thưa bà, lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao, diễn đàn chung giữa Việt Nam và Liên Âu về thương mại và phát triển bền vững vừa diễn ra qua đường dây Viễn Liên giữa Brussels, Bỉ và Hà Nội. Xin bà cho biết ý nghĩa về sự kiện này và cảm ơn trước bà của hội thoại trực tuyến này. Bà Jungner đáp rằng, đúng vậy, diễn đàn chung giữa hai bên đã chuẩn bị từ rất lâu, phải mất rất nhiều dàn xếp khó khăn giữa Liên Âu và Việt Nam trước khi diễn đàn chung này được mở ra. Lẽ ra đã phải gặp gỡ nhau từ hồi tháng 6 vừa qua, nhưng nhiều lần trì hoãn do những bất đồng của hai bên. Đây là hình ảnh bà Jungner, chủ tịch của tổ chức tại Liên Âu. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có cuộc gặp gỡ, qua đó các đại diện xã hội dân sự có thể đối thoại trực diện với các viên chức thuộc Hội đồng Châu Âu và Chính phủ Việt Nam. Không riêng các đại biểu của xã hội dân sự thuộc Ban Tư vấn Xã hội Dân sự trong nước và Liên Âu, và tất cả các tổ chức đều có thể tham dự. Họ có thể đặt mọi câu hỏi hay chất vấn Liên Âu và Việt Nam về mọi thực thi hay vấn nạn của mậu dịch và phát triển bền vững. Tôi nhận thấy cuộc thảo luận khá tích cực, rất quan trọng khi một số vấn đề gay cấn được đưa lên bàn mổ thay vì che giấu chúng. Và quan tâm đến những vấn đề như thiếu một số không gian cho xã hội dân sự Việt Nam ngày nay, bắt giam và cầm tù những nhà hoạt động môi sinh hay những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, trì hoãn cải cách bộ luật lao động và những vấn đề sinh tử liên quan những điều luật trong lĩnh vực Hiệp định Thương mại Tự do nhằm bảo vệ sinh thái. Nói tóm lại, các vấn đề chính là công khai thảo luận thay vì che giấu, bỏ lơ. Điều khó tránh là họ không hồi đáp trực tiếp câu hỏi nêu ra, chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Quả thật, đây là lần đầu tiên chính quyền Việt Nam chấp nhận tham gia đối thoại tương đối cởi mở với xã hội dân sự. Do đó, tôi nghĩ điều quan trọng là chính quyền Việt Nam đã chính thức nghe các mối quan tâm của xã hội dân sự.
Việc còn lại là chuyện của chúng tôi, tức là Ban Tư vấn và Hội đồng châu Âu, gây sức ép với nhà cầm quyền Việt Nam để tiếp tục theo đuổi các mối quan tâm do xã hội dân sự đề xuất. Đây là hình ảnh lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do tại Hà Nội vào hôm 30 tháng 6 năm 2019. Câu hỏi tiếp theo được đưa ra là theo Hiệp định Thương mại Tự do quy định thì các ban tư vấn hai bên phải được thiết lập từ các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Ban tư vấn của Liên Âu có hơn 20 thành viên, kể cả các tổ chức nhân quyền và môi sinh, công đoàn, v.v. Thế nhưng Ban tư vấn Việt Nam chỉ có 3 tổ chức và 2 trong số 3 tổ chức này chẳng độc lập một tí nào. Sao lại mất cân đối đến như thế, thưa bà? Bà trả lời như sau. Hiện tại, tổ chức tại Việt Nam chỉ có 3 nơi gồm Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Công nhân và Công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững. Còn bên chúng tôi là tổ chức Liên Âu đã lên tiếng minh bạch tại hội nghị rằng chúng tôi trông đợi và yêu sách số thành viên của các tổ chức ở Việt Nam phải được gia tăng. Chúng tôi cũng đòi hỏi các quy định rõ ràng trong việc lựa chọn vì chúng tôi biết có những tổ chức xã hội dân sự nộp đơn xin tham gia các tổ chức Việt Nam nhưng bị chính quyền bác bỏ với những lý do không rõ ràng. Đối với chúng tôi, điều tối quan trọng là phía đối tác Việt Nam phải là những tổ chức độc lập và đại biểu cho xã hội dân sự. Tại các cuộc hội nghị, nhà cầm quyền Việt Nam thường hứa hẹn rằng họ sẽ mở rộng cho những thành viên mới và dự trù nhân đôi số lượng thành viên trong những tuần lễ tháng tới đây. Chúng tôi cũng theo sát tiến trình này chặt chẽ, chúng tôi biết rõ những nguy cơ cho các nhà hoạt động xã hội dân sự. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết tâm hành động liên đới với họ. Mỗi lúc nghe thấy tổ chức hay cá nhân nào bị hăm dọa, sách nhiễu hay bị bắt bớ vì muốn tham gia vào các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam, chúng tôi liền báo động cho Hội đồng châu Âu và nhà cầm quyền Việt Nam và chúng tôi sẽ tiếp tục hành động theo hướng đó. Đây là hình ảnh hàng loạt nhà báo độc lập và nhà hoạt động xã hội dân sự tại Việt Nam bị bắt giam ở Việt Nam gần đây, đều chỉ vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Câu hỏi tiếp theo, như bà cho biết, tiến trình này không khỏi nguy hại cho các xã hội dân sự ở Việt Nam. Nhiều tổ chức không muốn gia nhập tổ chức của Việt Nam vì họ lo sợ bị khép tội theo các điều khoản mơ hồ về an ninh quốc gia trong bộ luật hình sự và có thể lãnh án nặng nề cho bất cứ ai đề cập. Nhiều nhà hoạt động đã bị cầm tù hiện nay do họ tố cáo những thảm nạn sinh thái như vụ ô nhiễm môi trường tại Formosa hay tranh chấp đất đai. Bà và Liên Âu có thể làm gì trước tình trạng này? Trả lời, từ khi tổ chức xã hội dân sự Liên Âu được hình thành đến đầu năm nay, chúng tôi đã nêu lên nhiều trường hợp cá nhân bị đàn áp vì họ liên hệ với các hiệp định thương mại tự do. Chúng tôi không sống ở Việt Nam, nhưng chúng tôi hiểu rõ những áp lực và ép buộc mà họ phải chịu đựng. Nên chúng tôi đã mạnh mẽ áp lực cho từng trường hợp, áp lực công khai để đòi hỏi mở rộng không gian cho xã hội dân sự. Vì chúng tôi nhận thấy đây là chìa khóa thúc đẩy nhà cầm quyền thực hiện các lời hứa hẹn khi ký kết hiệp định thương mại tự do. Cần phải làm rõ một điều là hiệp ước tự do mậu dịch này quy định rõ ràng và đầy đủ rằng các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam phải được thiết lập với những đại diện xã hội dân sự độc lập thực sự. Vì vậy, chúng tôi trông đợi điều khoản này được thực hiện, nếu không, chúng tôi sẽ sử dụng mọi phương cách để Việt Nam tôn trọng các điều đã cam kết. Câu hỏi tiếp theo là các tổ chức xã hội dân sự châu Âu có thể giúp gì cho những tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam được tham gia vào tổ chức này ở Việt Nam hay không, thưa bà? Trả lời, họ phải theo tiến trình xin làm thành viên của Việt Nam qua việc ghi danh trên trang web của Bộ Công Thương. Nhưng tôi khuyến khích các tổ chức muốn tham gia xã hội dân sự tại Việt Nam liên lạc với chúng tôi qua hệ thống xã hội dân sự của châu Âu để chúng tôi có thể theo dõi và can thiệp với nhà cầm quyền.